Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi tiến vào địa phương chưa vô tận bản nguyên hắc ám, Tần Trần liền lấy ra bản nguyên của Kỳ Lân Chí Tôn, dung hợp với lực lượng hắc ám trong vùng thiên địa này, sau đó nhanh chóng luyện hóa, trở thành sức mạnh của mình. Sau khi luyện hóa xong bản nguyên của Kỳ Lân Chí Tôn, Tần Trần cũng không rời đi, mà lại trực tiếp thôi động lực lượng hắc ám, hấp thu bản nguyên hắc ám bốn phía. Bản nguyên hắc ám cùng cuộn điên cuồng dũng động đến, toàn bộ tư không thánh địa đều ở dưới cổ khí tức này nổ vang ù ù, sau đó rung động lắc lư. Hắc ám bản nguyên nơi này đều là tư không thánh địa từ đại lục hắc ám chuyển đến là nơi nội tình của tư không thánh địa không thể không nói tư không thánh địa có thể coi là một thế lực cường đại có thể mang bản nguyên hắc ám hùng hậu như vậy từ đại lục hắc ám mang đến bản thân cũng không đơn giản hiện tại lại trở thành thu hoạch lớn nhất của từng trần từng sợi hắc ám lực thuần khiết nhất bị từng trần cấp tốc hấp thu không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn từng đạo hắc ám pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ trong thân thể từng trần tự như phát sinh tiếng oanh minh động trời cùng nổ tung bản chất của hắc ám chi lực này cực kỳ hùng hậu mạnh như từng trần muốn triệt để luyện hóa độ khó cũng cực cao, quá chậm. từng trần ngẩng đầu nhìn bố phía. Trong cơ thể hắn, hắc ám vương huyết lặng yên dũng động. Khi cổ lực lượng vương huyết này được thúc giục, trong nháy mắt, toàn bộ căn nguyên thánh địa sôi trào, giống như biển gầm đến, trời long đất lở, hắc ám bản nguyên cùng cuộn hóa thành sóng biển, che ngập bầu trời. Trong khoảnh khắc, Tần trần liền cảm giác được tốc độ mình hấp thu bản nguyên hắc ám này trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Mà giờ khác này, ở một nơi bí ẩn của Tư Không Thánh Địa, nơi bí ẩn này, cũng ở sâu trong hư không vô tận của Tư Không Thánh Địa giống như một quốc gia kiên cố bốn phía đều là pháp tắc chí tôn liên tiếp rậm rạp thành đường cong dung hợp với toàn bộ tư không thánh địa có thể cảm giác được bất cứ chỗ nào của tư không thánh địa ở đây chỉ có tư không chấn lạc văn trưởng lão cổ hà trưởng lão ba đại chí tôn tư không chấn đại nhân vừa rồi vì sao ngươi lại cung kính với thiếu niên kia như vậy lúc trước lạc văn trưởng lão đầu đầy máu tươi đã chữa thương xong không còn bộ dáng chật vật như trước vội vàng hỏi một bên cổ hà trưởng lão cũng nghi hoặc xem qua bọn họ đều không hiểu nhưng bọn họ đều biết tư không chấn khẳng định là có nguyên nhân các người có biết thân phận của thiếu niên kia là gì không tư không chứng trầm giọng nói lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều bắn ra tinh mang chẳng lẽ là thiếu chủ của thế lực đỉnh cấp nào đó trên hắc ám đại lục tuy tư không thánh địa ở hắc ám đại lục không mạnh bao nhiêu nhưng tốt xấu gì cũng thuộc về thế lực trung đẳng có thể khiến tư không chấn đại nhân thành ra bộ dáng này chẳng lẽ là thế lực đỉnh cấp nào đó tư không chứng nghe vậy thì lắc đầu ánh mắt ngưng trọng nói nếu trước đó ta không nhìn lầm như vậy lai lịch của người này sợ là còn đáng sợ hơn nhiều so với thế lực đỉnh cấp lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão liếc nhau không khỏi nhíu mày nghi hoặc còn đáng sợ hơn nhiều so với thế lực đỉnh cấp điều này có phải hơi khoa trương rồi không bởi vì thế lực đỉnh cấp đều thuộc về thế lực siêu thoát là tồn tại cử phách đứng trên hắc ám đại lục thật sự có thế lực nào mà so với những thế lực đỉnh cấp kia còn đáng sợ hơn chứ trừ phi là nghĩ đến một khả năng lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão không khỏi hít một hơi lạnh đại nhân ngài nói là vậy thì không thể nào hai người đột nhiên chân mềm nhũng còn không xác định đó chỉ là một suy đoán của ta tư không chứng nói nhưng nếu suy đoán là thật vậy thì không phải hành động của bọn họ liền giải thích mọi chuyện đại nhân chúng ta hiểu được ý của ngươi nhưng điều này có thể sao đám người là văn trưởng lão lắc đầu vẫn cảm thấy khó tin nếu thật sự là như vậy tại sao vị kia tôn quý lại đến hát ngọc đại lục này hát ngọc đại lục có thể nói là nơi bị trục xuất ta cũng không rõ nhưng nếu là thật như vậy đối phương tất nhiên là có mục đích đến đây mục đích này chúng ta không biết mà thôi tư không chấn nói đại nhân ta vẫn cảm thấy lạc văn trưởng lão lắc đầu nhưng lời của hắn còn chưa dứt thì đột nhiên toàn bộ tư không thánh địa trong nháy mắt này vậy mà điên cuồng rung động trong khoảnh khắc bọn lạc văn trưởng lão nhao nhao quay đầu vội vàng nhìn về phía ba động truyền đến chỉ thấy trong hư không xa xa khí tức hắc ám bản nguyên vô biên như núi lửa phun trào tư không chứng thấy vậy thì bỗng nhiên đứng lên trong tròng mắt của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tại nơi thánh địa bản nguyên kia có một đạo khí tức kinh người tràn ngập cổ khí tức này cũng không rõ ràng nhưng chỉ cần cảm ứng được toàn thân trên dưới đều có loại cảm giác bị áp chế triệt để giống như có một vị thần cương vô thượng đang giáng lâm tư không thánh địa này vạn cổ thanh thiên lực lượng vương huyết tuyệt đối là lực lượng vương huyết tư không chấn ngược lại hít vào hơi lạnh giờ khắc này hắn rốt cuộc khẳng định làm cho cái kia thánh nguyên sôi trào tuyệt đối là hắc ám hoàng tộc vương huyết chi lực mà ở một bên là văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão con người cũng bỗng dưng trợn tròn bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một luồng lực lượng khiến bọn họ hít thở không thông từ mặt linh hồn trực tiếp trấn áp bọn họ giờ khắc này là văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão đều có loại ảo giác linh hồn muốn sụp đổ hai chân mềm nhũng hai người đồng thời quỳ trên mặt đất trước đó bọn họ đối với suy đoán của tư không chấn còn có chút hoài nghi nhưng hiện tại bọn họ lại hoàn toàn tin tưởng không còn dám hoài nghi thêm gì nữa mà lúc này tại căn nguyên thánh địa bản nguyên hắc ám cùng cũng không ngừng tràn vào trong thân thể từng trần cũng không biết qua bao lâu trong thân thể từng trần một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ngập ra từng trần mở mắt lần này hắn tu hành trong căn nguyên thánh địa ích lợi vô cùng nhiều đã triệt để thôn vệ lực lượng bản nguyên của kỳ lân lão tổ trong thân thể một cổ chí tôn chi lực cùng cụ phun trào giống như thần ma từng trần giơ tay một cổ khí tức chí tôn đáng sợ điên cuồng dũng động trên bàn tay hắn nguồn lực lượng này ẩn chứa vô tận lực lượng chí tôn giống như có thể cho thiên địa một chút oanh phá từng trần nhìn lực lượng chí tôn trong tay không khỏi khẽ lắc đầu bởi vì đây cũng không phải là chí tôn chi lực do bản thân hắn đã sinh ra thực lực của từng trần bây giờ đã đạt đến nửa bước cảnh giới chí tôn đỉnh phong cách chí tôn cũng chỉ một bước ngắn nhưng chỉ một bước này thôi lại chậm chạp không thể đột phá mà nguồn lực lượng này tuy rằng ẩn chứa khí tức chí tôn cường đại nhưng trên thực tế là hắn lợi dụng bản nguyên hắc ám của bản thân kết hợp lực lượng kỳ lân lão tổ cảm ngộ lại kết hợp lực lượng bản nguyên hắc ám thuần khiết nhất trong thánh địa này diễn biến ra muốn đột phá chí tôn sao lại khó như vậy ngay cả thánh địa bổ nguyên của tư không thánh địa này cũng không đủ cho ta tu luyện không thể lãng phí thời gian nên đi tìm tư không chấn tâm niệm vừa động thân hình từng trần nhắn một cái bỗng nhiên biến mất ở nơi này sau một lát từng trần đã đi tới địa điểm hội nghị hư không lúc trước các cao thủ của tư không thánh địa đều tụ tập ở đây ha ha chúc mừng tiểu hữu xuất quan tiểu hữu mời ngồi tư không chấn vội vàng tiến lên chắp tay thân thể lại chấn động mạnh một cái lúc này đã bao lâu không gặp khí tức trên người từng trần tán dược ra so với trước đó lại đáng sợ hơn rất nhiều ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia cảm giác chấn nhiếp được rồi không nói nhiều nữa tư không chí tôn bản thiếu tìm ngươi có việc bàn bạc từng trần ngồi xuống ghế đầu tiên rất là tự nhiên hiện ra khí chất vô địch cao quý sau đó liền lên tiếng hỏi tư không chí tôn thân phận của bản thiếu các ngươi đã biết rồi chứ tư không chấn nghe vậy thì có chút sửng sốt không nghĩ tới từng trần vừa lên đã hỏi câu này không dám nói dối chỉ cúi đầu nói có suy đoán, tần trần nhìn hắn một cái, mặc kệ ngươi suy đoán thế nào, thật hay là giả, những chuyện này đều không quan trọng, cái gì cũng không nói. trước đó bản thiếu đề nghị với ngươi, có thể cho ngươi thêm một cơ hội, bất quá đây cũng là cơ hội cuối cùng. ta muốn tư không thánh địa ngươi thần phục ta như thế nào? lần này bản thiếu đến hắc ngọc đại lục là có sứ mệnh đặc biệt, không thể bại lộ thân phận chân chính. vốn dĩ thế lực như tư không thánh địa, bản thiếu căn bản chướng mắt, nhưng bởi vì ở hắc ngọc đại lục này bản thiếu cũng cần một ít người làm việc, hơn nữa ngươi lại là trưởng bối của an vân, nên bản thiếu sẽ cho ngươi một cơ hội cũng là một cơ hội cuối cùng cho người mười hơi thở người suy nghĩ một chút đi nói xong từng trần nhắm mắt dưỡng thần mà tư không chấn nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên phức tạp đại nhân là cơ hội gì vậy lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão vội vàng truyền âm những trưởng lão khác cũng đều choáng váng bất quá nơi này căn bản không có phần cho bọn họ nói chuyện chỉ có thể nghi ngờ nhìn qua thần sắc tư không chấn phức tạp nói vị này trước đó đã từng nói để ta đảm nhiệm tùy tùng của hắn lúc đó bổn tọa không đồng ý hai vị các người nói sao đây tư không truyền âm cho hai vị trưởng lão hai vị trưởng lão do dự một lúc cũng trầm giọng nói mọi chuyện đều nghe theo đại nhân an bài giờ phút này tư không chấn nội tâm mâu thuẫn hắn căn bản không giống như một tôn trung kỳ chí tôn mà như là một đứa bé lo được lo mất bởi vì hắn cũng rất do dự cái này dù sao cũng liên quan đến tương lai của toàn bộ tư không thánh địa một hơi thở năm hơi thở tám hơi thở thời gian từng giây từng phút trôi qua trán tư không chấn dần dần chảy ra mồ hôi tư không chứng ngẩng đầu nhìn về phía tầng trần tựa hồ muốn từ trên mặt Tần trần nhìn ra một ít manh mối nhưng thần sắc từng trần rất là bình tĩnh cái gì cũng không nhìn ra mắt thấy thời gian sẽ trôi qua thì ở một bên tư không an vân đột nhiên truyền âm tư không chấn lít mắt nhìn tư không an vân trong lòng đột nhiên quyết định đột nhiên quỳ một gối xuống cung kính nói với từng trần thuộc hạ bái kiến đại nhân giọng nói của hắn tràn đầy kiên quyết bởi vì hắn nhìn thấy con gái của mình người thừa kế tương lai của tư không thánh địa hắn tin tưởng ánh mắt con gái mình ngay cả con gái mình cũng có thể làm ra quyết định vì sao hắn vẫn luôn do dự mà khi hắn nói ra những lời này trong lòng tư không chấn đột nhiên một mảnh nhẹ nhõm tựa như một khối đá rơi xuống giờ phút này toàn trường là một mảnh yên tĩnh mặc dù đã có chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy tư không chấn quỳ xuống trước mặt tần trần tất cả các trưởng lão ở đây đều choáng váng đại nhân lựa chọn thần phục đại nhân ngươi có trưởng lão không nhìn được mở miệng nhưng không đợi hắn nói xong tư không chấn liền quay đầu lại nhìn về phía mọi người ở đây trầm giọng nói chư vị tin tưởng ta một lần tư không chấn ta sẽ không để cho tư không thánh địa bước vào tuyệt lộ lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão liếc mắt nhìn nhau tốt xấu gì bọn họ cũng là cùng tư không chấn tiến hành thảo luận đối với thân phận của từng trần có chút suy đoán nhưng các trưởng lão khác nội tâm lại là một mảnh mờ mịt ánh mắt của bọn họ rất là phức tạp khó hiểu nhưng mà bọn họ lập tức chấn kinh chỉ thấy lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão theo sát tư không chấn trực tiếp quỳ một gối xuống lạc văn cổ hà bái kiến đại nhân hai người chắp tay khí phách nói tất cả trưởng lão ở đây đều chấn động vì sao lạc văn trưởng lão cổ hà trưởng lão cũng mọi người liếc nhìn nhau hai mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng rất nhiều trưởng lão nhao nhao chậm rãi quỳ xuống một chân quỳ xuống đất mang theo một ít không cam lòng một số người bất đắc dĩ một số người nặng nề bọn họ không rõ cách làm của tư không chấn nhưng tư không chấn là người cầm quyền của tư không thánh địa mà lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão là cường giả hạch tâm lại càng cao hơn bọn họ nhưng ba vị này lựa chọn thần phục bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm ba người tư không thánh địa bái kiến đại nhân rất nhiều trưởng lão cúi đầu quỳ xuống đất mang theo một số mờ mịt đối với tương lai trên vương tọa từng trần nở nụ cười ta cảm thấy các ngươi sẽ cảm tạ tư không chấn lần này bản thiếu tế hắc ngọc đại lục là cơ hội của tư không thánh địa các ngươi đương nhiên sở dĩ ta thu nhận các ngươi cũng là vì bản thiếu coi trọng an vân mà thôi về phần tư không chấn ngươi cùng những người khác nói trắng ra một chút đều chỉ là tiền thể mà thôi được rồi các ngươi đứng lên hết đi tần trần thuận miệng nói đa tạ đại nhân đám người tư không chấn dồn dập đứng lên thuộc hạ có một chuyện muốn xin chỉ thị của đại nhân tư không chấn nói tần trần gật đầu nói đi tư không chấn cười khổ chúng ta còn chưa biết tục danh của đại nhân không biết đại nhân có thể nói cho ta biết được không tư không an vân cũng nhìn sang bởi vì ngay cả nàng cũng không biết tên của tần trần tần trần lắc đầu tên của ta không thể nói ra, các ngươi gọi ta là ám là được. Mọi người nghe vậy thì trong ánh mắt đều có quan mang lấp lóe. Rất hiển nhiên, đây là một danh hiệu. Chúng ta bái kiến ám đại nhân. Tư không chấn vội vàng hành lễ nói. Tần trần khoát tay, nếu các ngươi đều thần phục ta, vậy bản thiếu cũng đi thẳng vào vấn đề. Ta đến hát ngọc đại lục này cũng là có chuyện quan trọng. Bất quá tạm thời cần chư vị nghỉ ngơi một chút, trừ chí tôn ra, những người còn lại lui ra ngoài trước đi. Sau khi đám trưởng lão nhao nhao lui ra ngoài, lúc này tần trần mới nhìn tư không chấn ba người, nói, ba người các ngươi, hiện tại hẳn là rất thấp thỏm chứ gì nếu như các ngươi đã thần phục vậy ta sẽ để cho các ngươi an tâm dứt lời từng trần liền đem khí tức vương huyết trên người mình trực tiếp phóng thích ra mà sau khi khí tức vương huyết trên người từng trần bộc phát ra từ không chấn ba người trong nháy mắt dạ ra kích động tột đỉnh hoàng tộc thật sự là hắc ám hoàng tộc giờ này khác này từ không chấn ba người kích động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mặc dù trước đó bọn họ đã đoán qua thân phận của Tần trần cũng mơ hồ cảm ứng được một ít nhưng dù sao đều là suy đoán chưa từng trực tiếp cảm thụ không loại trừ có khả năng khác nhưng hiện tại từ không chấn ba người triệt để yên tâm thần sắc kích động cùng khiếp sợ không gì sánh được bái kiến đại nhân từ không chấn đám người lại lần nữa quỳ xuống một lần này quỳ xuống tâm phục khẩu phục quỳ xuống nở gan nở ruột đứng lên hết đi từng trần thu hồi khí tức thản nhiên nói đám người tư không chấn nhau nhau đứng dậy cung kính không biết lần này ám đại nhân tới hắc khoát đại lục rốt cuộc là vì chuyện gì có gì cần chúng ta động thủ tư không chấn chủ động hỏi thăm từng trần cười cười nói thôi được bản thiếu chỉ nói cho các ngươi biết mục đích lần này ta đến hắc ngọc đại lục chính là ở sâu trong hắc ám tổ địa đám người tư không chấn kinh sâu trong tổ địa hắc ám đại nhân ý của ngài là hạch tâm của vô gian mang một chỗ cốt lõi kia tần trần gật đầu không tệ xem ra ngươi cũng biết thuộc hạ trấn thủ hắc ngọc đại lục này tự nhiên biết một ít chỗ sâu trong hắc ám tổ địa này là hạch tâm phiến thiên địa này năm đó của ma tộc nghe đồn ẩn chứa một kiện đỉnh cấp bảo vật người tòa lão tổ sẽ dĩ thủ hộ ở chỗ sâu trong hắc ám tổ địa chính là vì phá vỡ cấm chế của uyên ma lão tổ kia đạt được kiện bảo vật trong đó mục đích của đại nhân chẳng lẽ là món bảo vật đỉnh cấp ở chỗ sâu trong hắc ám tổ địa kia tư không chấn đám người nhìn nhau không khỏi âm thầm kinh hãi đó rốt cuộc là bảo vật gì vậy mà dẫn tới người của hắc ám hoàng tộc tự mình đến đây tần trần nghe vậy thì cười nói không sai món bảo vật đỉnh cấp của ma tộc kia chính là mục đích của bản thiếu lần này bảo vật kia có lẽ các ngươi cũng biết công hiệu của nó nếu có thể có được bảo vật kia đối với bộ tộc hắc ám ta sẽ có lợi ích rất lớn tư không chấn cười khổ lắc đầu đại nhân bảo vật kia rốt cuộc là gì chúng ta lại không biết các ngươi không biết tần nhíu mày mà thấy vẻ mặt nghi hoặc của từng trần tư từ không chứng có chút khổ sở nói không giấu gì đại nhân hắc ám tổ địa chính là nơi bọn người tòa đại nhân trấn thủ thuộc hạ tuy rằng tuần tra hắc ám tổ địa hiểu rất rõ hắc ám tổ địa nhưng đó chỉ là ngoại vi về phần hạch tâm chúng ta không thể dễ dàng tiến vào hơn nữa năm đó chúng ta tuy cũng đi theo đế thích thiên đại nhân nhưng lại chỉ là một tiên phong dưới trướng đế thích thiên đại nhân so với người tòa đại nhân bọn họ địa vị vẫn kém một chút từng trần lắc đầu thì ra là thế thôi bản thiếu không gạt các ngươi nữa ở trong tổ địa hắc ám kia là một kiện đỉnh cấp chí bảo của vũ trụ ma tộc tên là ma hồn nguyên khí từng trần bưng chén trà lên uống một ngụm Thẳng nhiên nói ma hồn nguyên khí kia chính là bảo vật năm đó uyên ma tộc này sinh ra hình thành cũng là trung tâm khống chế uyên ma tộc vô gian ma ngục này chỉ cần có thể lấy được vật này thì có thể dễ dàng điều khiển toàn bộ uyên ma tộc khống chế nó mà nếu không cách nào khống chế nó dù hiện tại vô gian ma ngục này bị hắc ám nhất tộc ta khống chế nhưng chỉ cần người của ma tộc điều khiển ma hồn nguyên khí liền có thể dễ dàng lấy quyền khống chế vô gian ma ngục này từ trong tay chúng ta nghe được lời này thân thể đám người tư không chấn động khó trách uy ma lão tổ kia rất không thèm để ý liền đưa vô danh ma ngục cho bộ tộc bọn họ không nghĩ tới còn có nguyên nhân như vậy nhưng nếu chúng ta triệt để biến vô danh ma ngục ở đại lục này thành lãnh địa của hắc ám nhất tộc thì sao tư ừ, không chứng bọn họ lại nói từng Trần nghe vậy thì nở nụ cười hiện giờ cách làm của các ngươi là biến vùng thiên địa này thành hắc ám và ma tộc hai loại thiên đạo bất đồng khiến hai loại lực lượng này dung hợp như vậy người dung hợp với thiên đạo ở đây sẽ không bị bản nguyên của vũ trụ này trấn áp nhưng mặc kệ các ngươi làm sao tăng cường bản nguyên hắc ám vì có thể dung hợp với vũ trụ này không bị bản nguyên vũ trụ này áp chế các ngươi đều không thể triệt để hóa thành thế giới hắc ám thiên đạo ở đó như vậy cho dù chỉ là một tia thiên đạo ma tộc thì uyên ma lão tổ kia đều có thể lợi dụng ma hồn nguyên khí khống chế vùng thiên địa này nghe vậy ba người tư không chấn trong lòng trầm xuống là như vậy sao tư không chấn ba người đầu tiên là trầm mặt thời gian dần trôi qua khóe miệng ba người đều không khỏi phát họa lên một nụ cười chua xót nguyên lai là như vậy nói như vậy mặc kệ chúng ta mấy năm nay cố gắng nhiều cũng chỉ là một ít công phu biểu hiện bên ngoài mà những năm gần đây ngự tọa bọn họ trấn thủ vùng thiên địa kia mới thật sự là hạch tâm chính là vì phá giải cấm chế của uyên ma lão tổ kia muốn đạt được ma hồn nguyên khí trong lúc nhất thời trong lòng ba người tư không chấn dương lên cảm giác chua sót không thể nói bằng lời ba đại thế lực bọn họ tấn thủ hắc ngọc đại lục ước vạn năm qua không ngừng đem hắc ngọc đại lục này triệt để chuyển hóa thành nơi hắc ám nhất tục có thể đặt chân làm ra bao nhiêu cố gắng hy sinh bao nhiêu nhưng ai từng nghĩ bọn họ làm chính là bé nhỏ như vậy thậm chí cũng không quan trọng nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ bị giấu trong trống lâu như vậy hoàn toàn không biết chân tướng của hắc ngọc đại lục lẽ nào trong mắt cao tầng bộ tộc hắc ám Bọn họ là bé nhỏ không đáng kể như vậy sao? Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.